Chào mừng quý cô chú các anh chị đến với kênh YouTube của Máy móc Việt Nam Bình Tân. Hôm nay Máy móc Việt Nam Bình Tân sẽ giới thiệu cho mình phân khúc máy hàng. Có thể nói đây là cái phân khúc cao cấp của gia xích Welcome, hàng chính hãng nha. Rồi, với sản phẩm gia xích Welcome thì một bên nó sẽ là để là Welcome, một bên là để là cái chữ gia xích. Thì mình có thể tham khảo cũng như là tìm hiểu để tránh cái trường hợp mà mình mua phải hàng nhái hàng giả. Tại vì với cái sản phẩm gia xích trên thị trường hiện tại hàng nhái hàng giả rất là nhiều. Thường những cái loại hàng nhái hàng giả hai bên nó đều in chữ gia xích và không có mã QR bảo hành cho mình nha. Và ở đây máy chúng ta sẽ có mã QR bảo hành điện tử, kích hoạt điện tử cho mình. Và hôm nay Máy móc Việt Nam Bình Tân lên cho mình mẫu máy gia xích có mã là ARC200 với khả năng hàng tốt que 3 ly 2 hỗ trợ que 4 ly. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ngoại hình và sau đó cùng nhau test máy nha. Rồi, ở đây thì nguyên con máy chúng ta nó về ngoại hình thì nó cũng không có to quá, cũng không phải là nhỏ quá, để cho cô chú anh chị có thể đầu tư về sử dụng để đi công trình hoặc là mình có thể làm xưởng. Thì với mẫu gia xích ARC200 này, cái trọng lượng của nguyên xác máy đó là 8 kg. Ở phía trên thì được trang bị cái tay cầm khá là chắc chắn để cho cô chú anh chị mình dễ dàng di chuyển máy. Rồi, ở phía đầu máy thì chúng ta sẽ có công tắc on off nè, có cái đèn báo QC, ví dụ như mình đi làm công trình với thời gian lâu quá máy nó nóng, nó sẽ bật cái chế độ QC ngưng để bảo vệ con máy tránh trường hợp mà quá nhiệt. Với cái nấm chỉnh dòng hàng thì chúng ta sẽ có thể điều chỉnh từ 20 đến là 200 luôn nha. Mình có thể tùy theo cái vật liệu mà mình có thể điều chỉnh cái dòng hàng cho nó phù hợp. Với giắc cắm ở đây sử dụng là hai giắc cắm cọc âm và cọc dương, sẽ là cái giắc cắm lớn luôn nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có công nghệ EGBT inverter tiết kiệm điện năng. Đi theo máy sẽ có một cái phích cắm với dây rất là khủng và cái phích này thì rất là chắc chắn cho mình luôn nha. Kèm theo đó thì hãng sẽ hỗ trợ cho mình là kìm hàng kẹp mát đầy đủ với phi cáp hàng rất là to để hỗ trợ cho mình hàng que 3 ly 2 hỗ trợ que 4 ly. Sản phẩm từ gia xích và Welcome hiện tại thì nó rất là nổi tiếng, và đặc biệt ở đây là Máy móc Việt Nam Bình Tân cung cấp sản phẩm chính hãng nữa thì cô chú các anh chị có sự an tâm hơn với chính sách bảo hành lên đến là 18 tháng. Ở phía sau máy sẽ có một cái quạt tản nhiệt lớn như thế này để nâng cao cái hiệu quả, hiệu sức của con máy lên. Rồi ở phía dưới nó sẽ in những thông số sử dụng que bao nhiêu với hiệu năng bao nhiêu đầy đủ cho quý cô chú các anh chị về có thể tham khảo nha. Rồi, sau khi tìm hiểu cũng như là nói về con máy thì cô chú các anh chị cùng Máy móc Việt Nam Bình Tân trải nghiệm thực tế với cái khả năng hàng của con máy này có thể đốt tốt que 3 ly 2 hỗ trợ que 4 ly hay không nha. Let's go. Rồi, sau khi đã nói quá nhiều về con máy thì cô chú các anh chị cùng Máy móc Việt Nam Bình Tân trải nghiệm dòng máy ARC200 đến từ thương hiệu gia xích Welcome, hàng chính hãng nha. Thì ở đây em sẽ cùng quý cô chú các anh chị test máy với khả năng hàng que 3 ly 2 nha, xem về cái độ ngấu và cái khả năng đốt que của nó như thế nào ạ. Do con máy có thể đốt lên đó là que 4 ly hỗ trợ thì ở đây thì Máy móc Việt Nam Bình Tân sử dụng que 3 ly 2 nên để cái dòng chỉ có 150 thôi. Thì cô chú các anh chị cùng Máy móc Việt Nam Bình Tân kiểm tra về mỗi hàng nha. Đây. Ở cô chú các anh chị có thể thấy là khi đốt que cháy rất là mạnh, cũng như là về độ ngấu thì rất là ok để mình có thể đi công trình làm xưởng luôn nha. Rồi, sau khi cùng Máy móc Việt Nam Bình Tân tìm hiểu cũng như là trải nghiệm máy thì cô chú các anh chị có đánh giá gì về sản phẩm thì có thể để lại bình luận phía dưới nha. Thì với cô chú các anh chị nào mà cảm thấy thích cái mẫu máy này thì có thể liên hệ đến Máy móc Việt Nam Bình Tân qua số hotline 0906 779465, hoặc có thể đến với địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để có thể tận tay trải nghiệm cũng như là đầu tư về cái sản phẩm gia xích Welcome, hàng chính hãng này, để có sự an tâm hơn nha. Cảm ơn quý cô chú các anh chị đã theo dõi video đến giây phút này. Cô chú các anh chị cảm thấy video của ích thì có thể chia sẻ video ủng hộ Máy móc Việt Nam Bình Tân. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để nhận được những cái chương trình, những cái sản phẩm mới tại Máy móc Việt Nam Bình Tân nha.